Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay đẹp rời, anh em mình lại đi câu cá ở đầm tự nhiên. Vừa mới ra cần xong các bạn. Nè, cá bự này, cá này. Nổi đầy này, Vít này. Đi câu tự nhiên thì xem là được mấy con rô phi không. Cá ở hồ này thì rất là nhiều, nhưng mà câu cũng rất là khó. Cá rất là khôn và sâu nữa. Chép 9-10 cân ở đây thì có đấy, nhưng mà không thể câu nổi. Vẫn thở mà, thi thoảng vẫn thở trên mặt nước, nhưng mà thật sự là khó câu. Người ta còn đánh cả lục đây cũng không ăn thua. Có đại sư nào cao thủ lên đây bắt mấy con cá to ở cái hồ này không cái? Cần 72 của mình đánh ở ngay đầu cần thôi, thao ngay đầu cần thôi. Khá là sâu. Đây. Cần 72 đây. Mà phao ở ngay đầu cần. Biết nó sâu mức độ nào. Đây bọn mình đi câu thì chỉ câu rô phi thôi, còn thực ra để mà đánh cá to thì không thể đánh nổi, khó đánh. Đây, mấy anh em vừa mới ra cần đang ngồi chờ cá đến. Nói chung khó ở đây, câu rô phi thì có thể dễ, nhưng mà để câu cá to thì rất là khó. Bắt cá to khó lắm. Chờ vào vận may thôi. Đập tự nhiên hoàn toàn luôn, không ai thầu, không ai ấy cả. Nước mùa này nó đang rút à. Em khả năng mang run ra xuống kia câu khi hợp lý đấy. Thả xuống. Đấy, chơi đi ăn nữa đi.
đi. Mất mẹ lưỡi rồi. Nó là hầm long. Mày không phải đánh anh đâu. Ô. Chạy đâu con? Ai nhà, anh nào ơi. Trời, con cá. Mày. Con cá đâu mày? Lôi được cẩn thận đi hết rồi. Con làm víu quá. Cứ tưởng cá to lắm. Làm biếu đầu tiên. Nặng đeo rồi. Lên cá rồi. Lên đấy. Ô, mình chỉ biết câu cá hay sao nhỉ? Anh giống như thằng móng. Còn về cái này, mấy con cá kéo nhiều. Đôi. Sắp đôi luôn. Sắp đôi.
cái phao vào bãi kia mưa rồi. Mưa nó về. Một rồi đấy, đi ngay là cần đi về. Về cái con bùi. Hứa mới ăn xong rồi đi về. Sao chưa được ăn đấy? Đúng rồi, có miếng ăn gì? Có cái gì? Cái gì? Cái chim. Cái gì gà cay? Cái gì gà cay? Anh đại đéo được mùi gà cay rồi, tôi để ăn hết rồi. Cụt, đúng rồi. Đúng rồi, vào ngọn sao luôn. Hay quá. Câu bột thì tung thôi. Ê, từ từ. Cá to ấy, từ từ. Ui xời, ui. Cá to đấy các bạn. Ai cậu được phết đấy anh. Nào. Này. Chuối mà không chết à? Đấy. Chúc mừng Cần Thủ Ngọc đã câu được con cá chuối nhá. Ê, nó phải như thế này nhá. Không, em đi về rồi. Đừng có đùa. Ê, khá quá nhỉ. Anh ơi, biết ai mới không anh nhường cái giọng lên cái. Có giọng vào. Phải mất. Cái giọng kia kìa. Kìa, cứ xuống đút thuột vào. Nhưng cho nó chiều chéo lên. Con rô con lại nữa. Con rô con lại nữa. Ấm ấm ấm. Ô cười rồi. Mưa rồi đấy. Đi ra để trôi luôn cả cần xuống. Rô to phết đấy nha các bạn. Chúc mừng em nha. Chư hầu ra. Vẫn còn đấy, thả đấy. Tiếp. Tuy nhiên, tầm này nó ra, thả vào đấy. Nó đang vào. Từ từ. Ôi trời ơi, mất cạo. Ủa, không anh lúc nãy đang đi bắt ốc em bò con cá chuối kìa lúc tí nữa thì lôi mất cần của Cần Thủ Ngọc. Làm cái không ăn. Rơi con cá nào, rơi con cá tí lôi mất cần hả? To mà. Đấy.
thì đi phát lại anh em một cá ngay. Anh lại đi ra đấy cậu anh ạ. Anh có đi xuất hiện không? Cá nào nhỉ? Mình thích câu cá to không? Để anh ra chỗ này anh câu chỗ mày. Được, được nhé. Đồ lắm. Rụt ra. Ôi! Có anh Giang ơi! Cái cá nó lửa ôi giời ơi! Đừng kéo nó lên như thế! Em đến chết rồi! Em yếu sinh lý rồi! Thần kinh nó đã kém rồi! Kéo ra đây, đôi mắt xuống đây rồi. Nhớ thần linh, nhớ thần linh. Thần của anh nhá. Yếu sinh lý rồi, cá này các bạn. To lắm. To mà, cá tuần nó to ngon. Alo. Chịu khó cho tụi em nhé. Ngồi không một cần lên nữa. Câu một con mẹ một con à? em còn đang không buồn nhấc cần lên nữa. Linh nói anh khác nói. Rồi, anh em mình sẽ dừng tiết mục câu ở hồ tự nhiên ngày hôm nay tại đây nhá. Bây giờ sẽ tổng kết buổi câu ngày hôm nay này. Được khá nhiều đấy các bạn. Được một con chuối nha các bạn nhé. Chuối khá to. Nào,